Vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, đã ký kết biên bản ghi nhớ về hoạt động thương mại số tại Việt Nam. Bản ghi nhớ này nhằm góp phần củng cố hệ sinh thái thương mại số của Việt Nam, nâng cao năng lực trong công tác xây dựng khung chính sách và pháp luật về thương mại số, đáp ứng nhu cầu phát triển về thương mại số tại Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết hoạt động thương mại số là biện pháp cụ thể thực hiện chủ trương của đảng về phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng thời việc thực hiện chuyển đổi số và số hóa hoạt động thương mại sẽ tiếp tục mở rộng không gian tăng trưởng mới tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại xuyên biên giới và giúp việt nam tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trong thời gian tới việc phát triển thương mại số cũng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm của việt nam cũng tại lễ ký kết giám đốc quốc gia usaid tại việt nam cho biết trong chuyến thăm việt nam gần đây tổng thống biden đã nhấn mạnh cam kết của hoa kỳ trong việc hỗ trợ việt nam tăng cường tính cạnh tranh trong nền kinh tế số toàn cầu hoạt động hợp tác này là hoạt động đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ quan hệ đối tác mới được nâng tầm giữa hai nước